Chứ cho khỏi tay đi, cho lại đây thôi. Cho em đi cho vui, con còn có trà nó tẩu mà sáng cái ăn khó nhất em chơi ra đây ăn rất khó à. Ăn rất khó đâu có tiền bò gì ăn nhanh ăn à? Nó ăn nhanh ăn à? Không được, nhưng mà còn miếng cục thịt bò mà không ăn, một hai không ăn là không ăn đó, cái cứng quá nha. Cái nó chắc có cái gân á, kiểu như có gân á cái liền. Cố gắng lên nè. Trời. Mà mở mắt mà liếc liếc mà nhìn trong bụng. Giờ đau con nhỏ ấy. Chị đau giỏi ghê chứ. Cục nó hồi nãy đau kinh lắm. Hồi trước em đi chỗ khác rồi đúng không? Đi nặng một chỗ khác rồi hay là lần đầu luôn? Dạ lần đầu luôn á. Trời trời, cái món giỏi ghê ta. Được chuẩn bị tinh thần trước rồi. Mình cũng lì không dễ. Lo đi con đồ có mưa không? Ở nhà không biết mưa nắng luôn. Có đợt nó xấu xả ghê hề. Tao thấy không? Đó, mưa chứ. Về đón tay.
Mi trở về rồi mi đút cho An luôn. Lớn rồi đút An. Mà An có đáng sợ với mi. Mà mi mà thương cháu đi. Mi hay quan tâm cháu. Thương đứa mà quan tâm nó chăm chập thành nhiều chuyện luôn. Không là mi thương thương cháu mà phải là có cái tính này gây như biết là dễ thương nhưng mà hay chửi cháu á. À, chửi rồi đó, cái mỏ rồi đó. Nhưng mà thương lắm. Cậu lắm á. Ừ, biết mà. Mimi sống ok. Mimi với Hồng Phượng là thương cháu. Nói chung nhà mình thấy ai cũng được. Cũng rất vui. Ai gì có tay chậm chậm thôi. Ừ. Vậy. Yên. Cá dưa hồng em nấu canh đó hả? Không hỏi sao. Nó thấy tưởng chiên mà đang ướp. Tưởng chiên mà vô thấy ướp kìa. Chiên hoài rồi, mình đi chuyển. Này cái hàng nó cũng đắt ghê. Đắt lắm mà lo. À, đắt lắm lắm. Ừ, mà lo. Vậy cho công sở không đồ không đi làm đi đồ, á. Nhưng mà công sở mà mua đồ chứ mà đắt thì rồi bằng tháng lương của họ trời. Họ làm lớn họ làm đồ. À. Ở trong đó mà nói thấy đồ công sở là nhiều không ạ? Đồ mà kiểu đứng. Ừ. Đầm đi làm đi đồ kiểu lịch sự đồ á. Nhưng mà đồ quá đắt luôn á. Ồ, 2 triệu mấy mà mình ít mà mua nó phải. Họ lo mua 4 triệu mấy luôn.
Ừ, này cũng lì. Ừ. Không ra nấu luôn. Có xí xì mà. Ừ. Xí xì. Xong.